Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với An Thái Auto. Hôm nay là em sẽ hui cái hộp kinh tô ly này ra. Bộ khẩu kinh tô ly, đây là bộ lục giác nha anh em. Với bộ khẩu này nó sẽ có hai loại, một loại lục giác và một loại hoa thị. Đây là mã sản phẩm của nó này, 4526 là một bộ này, được sản xuất tại Đài Loan này. Em sẽ nặng quá. Đây là sản phẩm của kinh Tommy này. Đây, bộ khẩu của nó theo như ở đây hướng dẫn thì đã có từ 10 đến 32. Đấy, đây là cái bộ sản phẩm. Anh em nhìn thấy chưa? Đây, đúng rồi. Từ 10 này đến 32 này. Đấy, và tuyếp vặn buji này, tay này, đầu này. Đây, anh em nhìn cái sản phẩm kinh tô ly thì phải riêng về nói về cái sản phẩm dụng cụ sửa chữa thì cái thằng kinh tô ly này nó đứng đầu luôn. Đây, anh em nhìn thấy không? Cái chất sắt thép của nó cũng rất chi là chuẩn luôn. Đây, bộ lục giác là cái bộ 6 cạnh đấy ạ. Còn cái bộ hoa thị thì nó là 2 cạnh. Trong đây là cái tay lắt néo. Cái tay lắt néo thì cái này là em mua cho anh khách này thôi. Còn trong cái bộ này của nó là nó sẽ không có. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.